Thế giới khủng long tiếp tục ẩn chứa nhiều ẩn số chưa có lời giải. Mặc dù đúng là tiến bộ khoa học và công nghệ đang giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu thêm về những loài động vật đã tuyệt chủng ấn tượng này. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một chi khủng long chân thú lớn, sống chủ yếu ở Mông Cổ vào cuối kỷ phấn trắng, là loài sở hữu bộ móng vuốt dài nhất được biết đến so với bất kỳ loài động vật trên cạn nào. Các bạn hãy thắt dây an toàn và cùng Uncheck Share trở về các thảo nguyên Mông Cổ cách đây 70 triệu năm, nơi mà những loài theropod này nằm xuống để chiêm ngưỡng một loài khủng long có bộ neo cổ nhất lịch sử, The Reginosaurus. Những gì ta tìm thấy. The Reginosaurus có nghĩa là thằn lằn lưỡi hái. Theo tiếng Hy Lạp thì The Regio có nghĩa là cào hoặc cắt đứt và Saurus có nghĩa là thằn lằn, là một chi khủng long chân thú lớn. The Reginosaurus chỉ gồm một loài là The Reginosaurus chelonephomis, sống vào cuối kỷ phấn trắng và là một trong những loài đại diện cuối cùng và lớn nhất của nhóm The Reginosauria. Những di tích đầu tiên của The Reginosaurus được tìm thấy vào năm 1948 bởi một đoàn thám hiểm người Mông Cổ tại sa mạc Gobi. Chi này chỉ được biết đến từ một số ít xương bao gồm cả móng tay khổng lồ và những phát hiện bổ sung bao gồm các yếu tố chi trước và chi sau được phát hiện từ những năm 1960 đến những năm 1980. Tranh luận về ngoại hình. Ngoại hình của The Reginosaurus từng là một cuộc tranh luận vì số lượng hóa thạch được tìm thấy khá ít là không được hoàn thiện. Ban đầu được cho là thuộc về một loài bò sát giống rùa lớn, dài 4,5m dựa vào móng vuốt bàn tay khổng lồ của nó để thu hoạch rong biển. Nó chỉ được biết đến với một vài cục xương, bao gồm cả những móng tay khổng lồ. Mặc dù hóa thạch còn sót lại của The Reginosaurus không đầy đủ, nhưng các suy luận có thể được thực hiện để đoán được đặc điểm thể chất của chi dựa trên các họ hàng The Reginosaurus khác. Chúng có thể có một hộp sọ nhỏ trên đỉnh của một cái cổ dài, ước tính chiều dài cổ khoảng 2,2m, lông bao phủ phía sau cánh tay và lưng, chúng đi bằng hai chân với thân hình nặng, sâu, rộng. Chi trước của chúng có thể đạt độ dài lên đến 2,5m hoặc thậm chí 3,5m trong mẫu vật lớn nhất được biết đến. Chi sau to, khỏe và dài khoảng 4m, có 4 ngón chân nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Vào năm 2010, Gregory Scott Poe ước tính kích thước tối đa của The Reginosaurus vào khoảng 10m, cao từ 4 đến 5m và nặng khoảng 3 đến 5 tấn. Chúng là loài The Reginosaur lớn nhất được biết đến và là loài Maniraptoran nổi tiếng nhất. Đặc biệt nổi bật nhất của The Reginosaurus là sự hiện diện của những móng vuốt khổng lồ trên 3 ngón ở phần chi trước. Các móng vuốt tương đối thẳng, chi dần dần thon thành một điểm, cũng như cực kỳ hẹp và ngang phẳng. Móng vuốt của chúng đến nay là dài nhất trong thế giới động vật. Chức năng của bộ móng vuốt. Đặc điểm nổi bật nhất của The Reginosaurus là sự hiện diện của những móng vuốt khổng lồ trên 3 ngón ở phần chi trước. Các móng vuốt tương đối thẳng, chi dần dần thon thành một điểm, cũng như cực kỳ hẹp và ngang phẳng. Móng vuốt của chúng là dài nhất trong giới động vật, ước tính dài khoảng 0,7 đến 1m. Móng vuốt này được The Reginosaurus sử dụng dưới nhiều mục đích khác nhau. Nó chính là công cụ mạnh nhất và làm nên thương hiệu cho loài này. Những móng vuốt khác thường của The Reginosaurus có thể đã được sử dụng để vươn lấy những cành cây ở xa hoặc đào những địa hình lỏng lẻo. Móng vuốt thon dài còn đóng vai trò là món trang sức thể hiện sự nguy hiểm trước đối thủ, được sử dụng để phòng thủ, tự vệ trước những loài khác và cạnh tranh về nguồn thức ăn và lãnh thổ, hoặc những con non có thể sử dụng móng vuốt của chúng để vận động trên cây theo cách tương tự như những con lười ngày nay. Sức mạnh. Loài này có tính lãnh thổ cao và sẽ tấn công bất cứ thứ gì trong lãnh thổ của nó một cách hung ác. Phần này tôi sẽ nói về cả điểm mạnh và điểm yếu của The Reginosaurus. Đầu tiên là về điểm mạnh. Hai chi trước chính là điểm mạnh và nguy hiểm nhất của The Reginosaurus. Nó có hai tay rất khỏe gồm 3 ngón rất nguy hiểm. Mỗi móng vuốt dài tới gần 1m,
các móng này rất thẳng và hẹp. Nó được sử dụng để cắt lá cây và lợi hại nhất đương nhiên là khi chống trả lại kẻ thù. Lợi thế về chiều cao giúp cho The Reginosaurus có tầm nhìn và tầm với tốt hơn rất nhiều trong chiến đấu. Vừa rồi là một vài điểm mạnh và bây giờ chúng ta sẽ đến với các điểm yếu. The Reginosaurus cũng có không ít những điểm yếu chí mạng khi đối mặt với đối thủ. Xét về tổng thể so với các loài động vật có sức chiến đấu cao thì lúc này The Reginosaurus bắt đầu bộc lộ khá nhiều điểm yếu của mình. Thứ nhất là về kích thước. Như tôi đã nói ở phần đầu video thì nhìn chung về chiều cao và chiều dài của The Reginosaurus khá ấn tượng. Với thân hình này trông có vẻ khá gầy so với các loài ăn thịt hùng mạnh khác. Cổ, một chiếc cổ của nó khá dài và vì thế vô tình trở thành điểm yếu chí mạng trong các cuộc chiến khi nó trở thành mục tiêu để đối thủ nhắm vào. The Reginosaurus cũng không sở hữu một bộ hàm chắc khỏe và sắc bén. Hàm của nó khá nhỏ và chắc chắn lực cắn của nó sẽ không mạnh. Những chiếc răng khá nhỏ dùng để ăn thực vật của nó cũng sẽ là những điểm yếu khiến nó không thể có nhiều lợi thế trong chiến đấu. The Reginosaurus có tốc độ ra đòn và tốc độ di chuyển khá nhanh nhưng lại không linh hoạt. Còn so với độ lì đòn thì nó cũng trở nên yếu thế khi đặt cạnh những đối thủ tiêu biểu như T-Rex hay Spinosaurus. Đuôi của The Reginosaurus cũng không phải là một thế mạnh trong chiến đấu vì khá nhỏ và lực được tạo ra từ những cú quật cũng khá yếu đuối. Gần như tác dụng chính của những chiếc đuôi này chỉ là để giữ thăng bằng. Nguồn thức ăn. Trong giai đoạn đầu, phát hiện The Reginosaurus được cho là một loài động vật ăn thịt. Tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học đồng ý rằng The Reginosaurus không phải là loài ăn thịt, thay vào đó là loài ăn cỏ dựa trên các nghiên cứu về họ hàng gần của nó như Notronicus, Elicosaurus, Cenosaurus. The Reginosaurus đã kiếm ăn bằng cách sử dụng cánh tay và móng vuốt dài để kéo thực vật vào miệng. Vì ở các trầm tích, nơi mà hài cốt của The Reginosaurus được tìm thấy có nguồn gốc từ sông ngòi, nên có ý kiến cho rằng nó có thể thích kiếm ăn ở các khu vực ven sông. Nó có lẽ không có sự cạnh tranh đáng kể với các loài động vật ăn cỏ khác trên tán lá. Mặt khác, nếu The Reginosaurus là loài ăn cỏ, nó sẽ cạnh tranh với loài ăn cỏ đương thời như Saurolophus, Deinocheirus, Nemegetosaurus và Opisthocoelacaudia. The Reginosaurus tuy đã tuyệt chủng nhưng chúng để lại rất nhiều ẩn số cần giải quyết cho các nhà khoa học. Hy vọng rằng trong tương lai các nhà cổ sinh vật học sẽ tìm thấy thêm những bộ hóa thạch của loài khủng long này để có thể giải đáp những câu hỏi về ngoại hình, hành vi và thói quen ăn uống của loài theropod bí ẩn này. Video về loài khủng long có bộ neo thú vị này cũng xin phép được khép lại tại đây. Nếu bạn cảm thấy thích thú, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông đăng ký để không bỏ lỡ những video của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.